Vì sao khán giả ca sĩ mặt nạ chắc chắn Phượng Hoàng Lửa là diva Hà Trần? Ngoài giọng hát, nhiều manh mối cho thấy Phượng Hoàng Lửa không ai khác là diva Hà Trần. Phượng Hoàng Lửa là một trong những nhân vật mascot có những màn trình diễn được yêu thích nhất ca sĩ mặt nạ. Chất giọng khủng soprano với lối hát như chơi đùa với từng nốt nhạc, cách nhả chữ đặc trưng khiến khán giả gọi tên Trần Thu Hà, Hà Trần. Cô được biết đến là một trong bốn diva của nhạc Việt. Nếu soi kỹ đoạn clip manh mối mà chương trình cung cấp, suy đoán của người hâm mộ không phải là không có cơ sở. Nhìn lại video gợi ý đầu tiên, Phượng Hoàng Lửa đã có chia sẻ, âm nhạc là thứ tôi được học hành tử tế. Từ năm 6 tuổi, Hà Trần đã bắt đầu nghệ thuật với bộ môn nhảy múa, đến năm 8 tuổi lại học piano. 10 tuổi, cô lại thi vào hệ sơ cấp thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và sau khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, cô lại tiếp tục theo học và tốt nghiệp hệ đại học khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội vào năm 2000. Đàn piano chỉ việc Hà Trần từng học bộ môn này từ bé. Ngoài ra, Phượng Hoàng Lửa cũng được biết đến là nhân vật đam mê thi ca, làm thơ. Trùng hợp, Hà Trần cũng là người thường xuyên tham gia các câu lạc bộ yêu văn thơ. Tại chương trình Ký ức vui vẻ, cô tiết lộ bài thơ đầu tiên mình làm năm 7 tuổi tên anh Vinh. Đây là một lời cảm ơn ngô nghê của cô bé Trần Thu Hà thời đó dành cho anh họa sĩ tên Vinh đã vẽ bức chân dung đầu đời cho mình. Cô cũng có tập thơ đầu tay mang tên Thập Kỷ Yêu, hình ảnh đĩa CD cùng khung cảnh Phượng Hoàng Lửa đứng trên sân khấu âm nhạc như tổ chức live show, chương trình âm nhạc của mình cũng khiến khán giả liên tưởng đến diva Hà Trần. Nữ ca sĩ từng ra album ca nhạc cũng như tổ chức tham gia nhiều live show, Phượng Hoàng Lửa cũng tiết lộ từng là nàng thơ của một ai đó, trong khi Hà Trần cũng được xem là nàng thơ của nhiều nhạc sĩ như Quốc Bảo, Trần Tiến, Đỗ Bảo. Tại ca sĩ mặt nạ, Phượng Hoàng Lửa cũng tiết lộ cú sốc từng gặp phải chính là ở nhà nửa năm, không một lời mời đi hát. Trong một chương trình, diva Hà Trần cũng từng chia sẻ về chuyện này. Có thời điểm vì thể hiện phong cách hoang dại, dữ dội khi đi chân đất, mặc quần jean với áo dài cách tân, trang điểm độc đáo, không đi vào mẫu số chung nào của làng giải trí Việt nên Hà Trần bị khán giả phản ứng dữ dội. Người hâm mộ nói tôi quái đản, không chấp nhận được, muốn tôi trở lại thời hát nhạc Quốc Bảo, Trần Tiến. Họ thích những hình ảnh như thế. Thậm chí, các bầu sâu còn không mời tôi hát nửa năm trời nằm nhà. Diva Hà Trần chia sẻ, chuyện tình yêu của Phượng Hoàng Lửa cũng có nét tương đồng với Hà Trần. Giọng ca khủng của ca sĩ mặt nạ đưa ra gợi ý tôi và anh xã đã sống với nhau hơn một thập kỷ. Những ngày đầu yêu nhau, chiếc điện thoại là cầu nối quan trọng. Hơn 30 tuổi tôi mới làm mẹ lần đầu, Hà Trần và chồng là Việt kiều Mỹ kết hôn năm 2004. Cả hai từng có khoảng thời gian yêu xa nên chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại. Cô cũng sinh con gái đầu lòng năm 34 tuổi đúng như những gợi ý mà Phượng Hoàng Lửa tiết lộ.